Chào anh em đến kênh Nhung Vinh Online nhé. Hôm nay mình làm cái clip này là làm cái bộ cửa sinh pha lùa ba cánh siêu to khổng lồ luôn. Bộ cửa này là rộng 3 mét như là chia thành 3 cánh, cao 2m8. Anh em xem cái công thức mình chia nó có chuẩn không? Anh em nào mà chưa bao giờ xem cái công thức này mình chia, mình đang làm công trình bên Hải Phòng. Sinh pha này là sinh pha lùa 5 năm, 3 cánh này, rất to. Kính này là kính cường lực, 3 cánh. Ba cánh rất là to luôn. Này chỉnh bánh, chỉnh bên trên là phải bắc thang lên để chỉnh. Thì ba cánh này thì bắt buộc là phải cánh, một cánh bên trong và hai cánh bên ngoài. Thì cái cây cánh giữa này nhé, cái cánh giữa này, cánh giữa cánh trong này là chúng ta sẽ ốp hai hông. Bắt buộc là cây giữa này phải có hai ốp. Để khi và cánh lùa bên ngoài này nhé, cánh ngoài là lùa vào. Đấy, lùa vào nhé, lùa ra hoặc lùa vào. Mùa ra đây thì cánh ngoài này sẽ dùng một ốp ở đây bên vị trí này để móc vào vị trí bên này. Đó, và ngược lại đây cũng vậy, đây mình buộc đây rồi sợ nó đổ. Cái này cũng lùa lại như vị trí của cái cánh kia, nhưng mà cánh nguyên cái cánh bên trong này còn người ta có thể là bắn chết lại nhé. Chỉnh căn chỉnh chuẩn để chúng ta bắn chết đứng im một này là một chỗ này, để chỉ ví dụ như là trong trường hợp là chủ nhà chỉ lùa bên nào nhé, ví dụ chúng ta lùa từ bên trái qua phải thì chúng ta ngồi như này. Đấy, đập kia rất là nhẹ, hoặc là lùa từ trái phải sang trái cũng vậy, ngược chiều nhau như vậy. Quay góc rộng không hết được. Bây giờ mình quay ngược sáng. Còn đây là sinh pha lùa 5 năm 2 cánh. Thì cũng là 2 cánh. Hai cánh này thì anh em biết cộng trừ rồi thì mình không nói gì cả, mà anh em là chưa biết thì biết bình luận mình trả lời nhé. Rất là kít. Ưu điểm của cái cánh nguồn là khi mà chúng ta chia chuẩn thì hai cái đố giữa nhé, hai cái cánh giữa này nó đáp vào nhau, nó sẽ chuẩn cho như này, bằng khoảng nhau này, nó là mặt phẳng luôn. Và nó vẫn có đồ dơ nhé, nó phải có đồ dơ. Con dơ này để chúng ta khi mà chúng ta lùa ở đây, chúng ta chỉnh khóa, chỉnh chốt sập. Chốt sập. Hai bộ. Sinh pha Quảng Đông. Sinh pha Quảng Đông. Bộ ba cánh này thì nhìn không là ok. To. Ba cánh. Này nó bị ngược sáng, nó quay nó không được nét lắm. Đây. Quay đúng chiều sáng luôn. Chiều sáng luôn. Này, đúng to.
Đây là vị trí bên ngoài nhá. Bên ngoài thì chúng ta sẽ nó có hai cánh bên ngoài và một cánh bên trong. Bắt buộc phải hai cánh ngoài nhá, một cánh trong anh em nhớ nhá. Cái cây ốp hai bên hông ở giữa này chúng ta không nên luồn rong phớt nhé. Khi chúng ta luồn rong phớt ở đây thì chúng ta sẽ không đóng được cái ốp hông đâu. Cái ốp hông này chúng ta không đóng được. Ốp hông này không đóng được. Rất là to. Lại phải lấy công cái nơi chảy rồi anh. Phải tháo ra, tháo khung ra thôi. Chỉ tháo khung thôi. Nhôm, tủ,